Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Cộng đồng ASEAN số đầu tiên năm 2018. Nhân dịp năm mới, xin được gửi tới quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe cùng một năm mới an khang thịnh vượng. Và bây giờ, như thường lệ, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay. năm 2017 ASEAN tròn 50 tuổi, nửa thế kỷ qua vượt qua những rào cản về thể chế chính trị, văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, khoảng cách phát triển, ASEAN đã đạt được những thành tựu ấn tượng trở thành cộng đồng chung vào cuối năm 2015. Trong sự phát triển chung đó, Việt Nam được đánh giá là một trong những thành viên tích cực nhất, đóng góp chủ động vào các hoạt động chung của khu vực. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, mới đây đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên đã cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại sứ quán Indonesia và Philippines tham dự chương trình giao lưu hữu nghị tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh Chương trình giao lưu quốc tế nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tại Thái Nguyên tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác sâu rộng và tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các nước trong ASEAN. Thông qua chương trình, tỉnh Thái Nguyên mong muốn đại sứ quán các nước ASEAN tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ trong việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh môi trường đầu tư của tỉnh, phối hợp tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư đến với Thái Nguyên, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung và quá trình hội nhập quốc tế nói riêng tại chương trình giao lưu đại sứ các nước asean đã đánh giá cao vai trò đóng góp của việt nam vào sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng asean việt nam đã tham gia tích cực và có nhiều đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của asean với những thành quả đã có cùng với tiềm năng và cơ hội rộng mở tôi nghĩ rằng việt nam có thể tiếp tục khai thác lợi thế để hợp tác nhiều hơn với các nước asean trong đó có philippines thời gian qua hai nước đã có nhiều hợp tác phải kể đến sự hợp tác về giáo dục với đại học thái nguyên việt nam và asean có quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị kinh tế văn hóa xã hội giáo dục an ninh quốc phòng ASEAN là đối tác thương mại cung cấp nguồn hàng hóa lớn thứ hai cho các doanh nghiệp Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc. ASEAN đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam cho sự phát triển chung của khu vực. Đối với Indonesia, Việt Nam là đối tác tiềm năng, việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương trong tương lai là rất quan trọng các đại sứ hy vọng trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt cho người dân các nước ASEAN đang học tập và làm việc tại đây và có những chính sách thu hút đầu tư nhằm tăng cường hợp tác với doanh nghiệp các nước ASEAN. Chương trình giao lưu là cơ hội tốt để hiểu biết thêm về môi trường đầu tư của tỉnh Thái Nguyên. Trong năm 2018, chúng ta sẽ đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực hơn. Indonesia và Thái Nguyên đã có nhiều dự án hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, khoáng sản. Nhiều học sinh Indonesia đang học tập ở Thái Nguyên. Chúng ta cũng có nhiều hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu. Tôi cho rằng trong thời gian tới, chúng ta nên tạo cơ hội xúc tiến đầu tư thương mại, đẩy mạnh quan hệ song phương. Chương trình còn là dịp để các bạn lưu học sinh bày tỏ những trải nghiệm, chia sẻ về cuộc sống, sinh hoạt và học tập tại Thái Nguyên. Môi trường học tập ở Việt Nam, đặc biệt là ở Thái Nguyên rất tốt. Tôi hy vọng trong thời gian tới có thể tiếp tục nhận được sự quan tâm và chính sách ưu đãi từ chính quyền địa phương. Chương trình giao lưu hôm nay rất ý nghĩa, giúp các du học sinh ASEAN hiểu biết hơn về văn hóa, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình học tập ở Thái Nguyên, tôi luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, thầy cô và bạn bè. Sinh viên các nước ASEAN gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp với các bạn người Việt do khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, nên tôi hy vọng sẽ có nhiều dịp như thế này để chúng tôi hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam. Nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ tiêu biểu mang đặc trưng của từng nước ASEAN đã được trình diễn, tạo không khí sôi động, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các quốc gia ASEAN. Chương trình giao lưu hữu nghị là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, tạo ấn tượng cho các vị đại biểu về một tỉnh Thái Nguyên không chỉ giàu tiềm năng phát triển kinh tế mà còn giàu truyền thống văn hóa, hiếu khách, là dịp để các bạn sinh viên trong và ngoài nước gặp gỡ, chia sẻ và tăng cường hiểu biết, đồng hành cùng sự phát triển của Thái Nguyên và các thành viên trong khu vực ASEAN. Với chủ đề một ASEAN tự cường và đổi mới cho năm chủ tịch ASEAN 2018, Singapore muốn thể hiện vai trò là một trung tâm kinh tế sáng tạo hàng đầu ở khu vực và thế giới. Trong bối cảnh khu vực châu Á Thái Bình Dương đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt và sự thu hẹp khoảng cách mau chóng giữa các trung tâm quyền lực, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, việc cân bằng trong quan hệ của ASEAN với các nước lớn là một trong những thách thức mà nước chủ tịch ASEAN năm 2018, Singapore sẽ phải đảm đương khi cầm lái con thuyền ASEAN. Cũng trong năm 2018, Singapore với vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN Trung Quốc sẽ chủ trì quá trình đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông COC. Đây được xem vừa là cơ hội vừa là thách thức. Cũng phải kể đến một thách thức nữa, đòi hỏi nỗ lực lớn của nước chủ tịch Singapore là thúc đẩy đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP hoàn tất trong năm 2018 như mục tiêu đã đề ra. Singapore dự báo sẽ có một năm chủ tịch bận rộn với nhiều thách thức. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một trong những nước thành viên sáng lập ASEAN, Singapore được tin tưởng có thể chuyển hóa thách thức thành cơ hội để đưa ASEAN tiếp tục hành trình hướng tới hòa bình và phát triển thịnh vượng. Số lao động ASEAN đi theo con đường tu nghiệp sinh đã chiếm tới 60% tổng số lao động nước ngoài tại Nhật Bản. Năm 2017, thế giới và khu vực nói nhiều đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một cuộc cách mạng mà được dự báo là robot sẽ lấy mất nhiều việc làm của con người. Tại ASEAN, đây cũng là một câu chuyện mang tính thời sự khi đa phần các quốc gia có nền dân số trẻ với lực lượng lao động dồi dào. Hợp tác xuất khẩu lao động ở những ngành nghề cần con người đang là một hướng đi hiệu quả mà một đích đến ngày càng hấp dẫn là Nhật Bản, quốc gia có ngành tự động hóa bằng robot phát triển nhưng vẫn thiếu lao động do dân số già. Tiếp nhận và đào tạo lao động đang là điểm sáng trong hợp tác Nhật Bản với các nước ASEAN. Hiện nay, Nhật Bản chỉ cấp cơ chế tu nghiệp sinh cho 15 quốc gia, trong đó đã có 8 nước ASEAN. Số tu nghiệp sinh từ ASEAN đã bù đắp cho sự sụt giảm từ Trung Quốc và đã đạt trên 58.000 người vào cuối năm 2015 trong đó Việt Nam là trường hợp đặc biệt khi số tu nghiệp sinh tăng tới 80% so với một năm trước đó, vươn lên thành quốc gia có số tu nghiệp sinh đông thứ hai tại Nhật Bản sau Trung Quốc. Cũng như nhiều nước trên thế giới, tuy ngày lễ đón năm mới dương lịch không phải là lễ hội lớn nhất ở Thái Lan, nhưng đây là dịp để người dân nước này có thể nghỉ ngơi, mua sắm, du lịch để bắt đầu một năm mới đầy hứng khởi. Nhân dịp đầu năm mới 2018, mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm đất nước Thái Lan xinh đẹp để cùng tìm hiểu xem người dân nơi đây đón năm mới như thế nào. Khu vực quảng trường trung tâm thương mại Central World là nơi đón giao thừa hấp dẫn nhất ở thủ đô Bangkok, một trong những thành phố náo nhiệt nhất thế giới với hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Các tòa nhà được trang hoàng lộng lẫy với đèn màu và các tấm biển chào mừng năm mới. Mọi người tới đây có thể được hòa mình vào tiếng nhạc sôi động và thưởng thức những món ăn đường phố đậm chất Thái Lan. Năm ngoái do Thái Lan đang trong dịp quốc tang, vì vậy các hoạt động vui chơi giải trí bị tạm dừng. Chính vì thế, không khí trong đêm chuyển giao năm cũ sang năm mới tại Thái Lan năm nay dường như nhộn nhịp hơn. Mọi người đều đổ ra đường với tiếng cười nói và chờ đón những màn pháo hoa rực rỡ. Ở Bangkok, chính quyền thành phố cũng tổ chức rất nhiều điểm đón năm mới và tất cả đều được kiểm soát an ninh một cách nghiêm ngặt. Cũng nhân dịp đầu năm mới, nhà vua Thái Lan Rama 10 đã gửi thông điệp tới người dân. Trong thông điệp của mình, nhà vua Thái Lan mong muốn người dân được hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Vua Rama 10 nhấn mạnh nhiều sự kiện quan trọng đã xảy ra trong năm vừa qua và người dân đã vượt qua một cách bình tĩnh và kiên cường. Chuyên mục Cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!